ở đây mà cứ chơi như thế, không có tiền thì cuộc sống cũng như không. Và ta vẫn đang trôi như một cơn gió hay là trôi như sông. Nhưng mà ta vẫn đang rap như thế này, gặp mai đã chia tay và tao rap qua thế ngày. Và tao vẫn ở đây đây, tao vẫn cứ là G-Ray cho tụi mày đến tao. Đây có freestyle đây, đây là freestyle không biết chung. Và bây giờ những bắt đầu tao không biết chung. Tao cứ rap vẫn như thế và tao cứ rap như là một thằng da đen kiếp trước. Tao vẫn rap là đây là rap của người Việt Nam, không phải rap của người Mỹ hay người Hàn. Tao vẫn cứ ở đây đây, anh em vẫn ở đây đây và ai cũng ngang hàng. Khi tao gặp mai vẫn ngang tàn. Tao đây là một hạt vàng. Hạt vàng của những loại hạt vàng của Việt Nam, không phải là Việt Giang. Yo, và tao không thích đến Cộng Hòa. Tao ở đây tao thích Cộng sản. Tao vẫn ngồi đây và kiếm tiền để sau này là bất động sản. Tao vẫn kiếm tiền. Kiếm tiền từ đâu? Từ một cái bán giày, tiền ăn, tiền xăng, tiền nhà và cả tiền trả góp cái tháng này. Chúc và yeah. Ông bầu bạn có tài mà. Ông bầu.